Thiêng liêng
phương hướng cho các con đi khỏi lầm lạc. Các con hiểu rằng trong tam thiên thế giới còn có quỷ mị chuyển kiếp ở lượng cùng các con thay, huống nữa là thất thập nhị địa này sao không có cho đẳng. Hãy thay, lũ quỷ là phần nhiều, nó bày bố ra mỗi nơi một giả cuộc mà dỗ dành các con. Vì vậy, thầy đã nói tiên tri rằng thầy đã thả một lũ hổ lang ở lượng cùng các con, lại hàng ngày suối biểu chúng nó cắn xé các con, xong thầy cho các con mặc một bộ thiết giáp. Chúng nó chẳng hề thấy đẳng là đạo đức của các con. Ấy vậy, đạo đức các con là phương pháp khử trừ quỷ mị, lại cũng là phương pháp dìu dắt các con trở lại cùng thầy. Các con không đạo thì là tôi tớ quỷ mị. Thầy đã nói đạo đức cũng như một cái thang vô ngần, bắt cho các con leo đến phẩm vị tối cao, tối trọng là ngang mực cùng thầy, hay là thầy còn hạ mình cho các con cao hơn nữa. Vậy thầy lại dặn các con, nếu kẻ không tu, làm đủ phận người, công bình, chánh trực, khi hồn xuất ra khỏi xác thì cứ theo đẳng cấp gần trên mà luôn hồi lại nữa thì biết chừng nào đặng hội nghiệp cùng thầy. Nên thầy cho một quyền rộng rãi cho cả nhân loại, cả khôn thế giới. Nếu biết ngộ kiếp một đời tu, đủ trở về cùng thầy đặng. Mà, hại thay, mắt thầy chưa đặng hiểu hạnh hoan lạc, thấy đặng kẻ ấy. Vậy thầy rằng, đạo là nơi các con nên quý trọng nó vậy. 19 tháng 12 năm 1926, 15.11, Bính Dần, 17, chết không phải là hết sao? Hồn sẽ đi đâu, về đâu? Con người sinh ra trên mặt đất lớn lên già rồi chết, đó là định luật chung của tạo hóa. Những tài sản, của cải, gia tài đều phải bỏ lại cho thế gian, và cái chết người đời thường nhầm lẫn là hết. Sự thật không phải vậy. Nơi con người chúng ta có ba phần: xác thịt, đệ nhị xác thân và chân linh. Con người gọi là chết khi đệ nhị xác thân và chân linh cùng một lúc rời khỏi xác thịt, mang theo những tư tưởng lành giữ trong suốt kiếp sanh của mình. Từ đây đệ nhị xác thân và chân linh vẫn còn tiếp tục hoạt động dù không có xác thịt hữu hình. Nó vẫn hoạt động, nó vẫn sống dưới hình thức tư tưởng, và những tư tưởng này tiếp nối tư tưởng hàng ngày của chúng ta khi còn ở thế. Thường thường sau khi rời khỏi thể xác thì cái phần còn lại thường gọi là chân thần của chúng ta có hai con đường phải theo. Một là nhập vào cõi Niết Bàn, tức là trở về nơi quê hương thật sự của chân linh của chúng ta, trở về với Thượng Đế mà không bị một trở ngại nào. Đó là trường hợp của những kẻ đắc đạo. Hai là phải dừng chân ở một nơi trung gian trên con đường về tới thiên đàng, gọi là phong đô hay âm quan địa phủ, địa ngục, diêm đình. Chân thần dừng chân nơi đây lâu hay mau tùy theo tội tình quả kiếp của mình để giải thần định trí, nghĩa là chờ cho đến lúc quên hết những tư tưởng và hình ảnh xấu xa của tội lỗi mà mình đã nghĩ đến hoặc đã làm khi còn sanh tiền. Những sự đau khổ, sợ hãi, hối hận triền miên đến với chân thần, kèm theo những hình ảnh đau thương mà
sau khi còn sống từ từ hiện ra trước mắt y như một cuộn phim của kẻ vô hình nào đó đã lén quay tất cả hành vi, tư tưởng dù thầm lén của chúng ta trong suốt cuộc sống. Đại khái nó giống như hình phạt của lương tâm khi chúng ta làm điều lỗi và biết ăn năn khi còn ở thế, nhưng cường độ đau khổ mạnh hơn gấp trăm ngàn lần. Cho đến khi thần an trí định nghĩa là phạt xong thì chân thần mới được phép rủ rong trên con đường thiêng liêng hằng sống để trở về cùng Thượng Đế và định cho mình lộ trình sắp tới PS. Ai đi về đâu để học hỏi thêm trong vũ trụ này thường thường phải chuyển kiếp đầu thai.